Mấy xe với biết kê anh nói rõ hơn đi. Ok nha. Để mới kiếm được cây cơ Longoni nè mấy fan. Bây giờ lấy ra xài luôn nha. Cây này là Ren Radiant đầu 11.8 ly. Tuyệt vời. Cái đầu tẩy này boiler phát là chính luôn. Xanh rờn ghê thiệt. Quay lại vấn đề chính là Pique với Maxe thì bây giờ nếu mà các bạn đánh vào chấm màu vàng thì gọi là Pique, nếu mà đánh vào chấm màu trắng thì gọi là Maxe. Bây giờ Lý thử luôn nè, bây giờ Lý đánh vào chấm màu vàng thì gọi là Pique, còn nếu các bạn đánh chấm màu trắng thì gọi là Maxe. Rất là đơn giản luôn. Ok, bây giờ Lý sẽ bắt đầu với một cái tình huống Maxe nha. Sau khi mà Maxe xong, Lý sẽ ra một trái giò gà. Bây giờ chỉ việc thả nhẹ cái giò gà thôi. Bây giờ mình có thêm một cái giò gà nữa. Lại tiếp tục thẻ do gà, việc đánh bi da rất là đơn giản luôn. Trái này bi trắng và bi vàng rất là sát nhau cho nên Lý sẽ pick kê để không bị lỗi. Tiếp theo là một cái tình huống trô về, thì Lý sẽ trô ba banh đỏ để chạy về lại một chỗ nha. Cái này đòi hỏi lực phải tốt và có một chút nhân phẩm nữa. Xui xui mà chạy về đứng thẳng một hàng là thấy mẹ luôn. Hên quá là cái bi này còn đánh được. Với trái này thì Lý sẽ đánh A banh nha. Tiếp theo sẽ ra một cái tình huống mắt C. Nếu mà trái này các bạn không biết mắt C á thì sẽ rất là đau khổ nha. Với cái góc này thì các bạn trô đỏ chạy một vòng là đẹp. Nhưng mà luôn luôn là phải cầu khấn nhân phẩm nha. Hên trái bi này nó ra vẫn còn thả giò gà được. Bây giờ ra hình bi này á thì chắc chắn là các bạn phải biết kê trái màu vàng rồi. Cái này rất là khó nha các bạn, bởi vì cái khoảng cách nó hơi xa một chút. Nếu mà nhân phẩm tốt các bạn sẽ ra cái hình bi đẹp và có thể đánh được tiếp nữa. Đấy, cái này là hên này. Bây giờ chỉ cần trô nhẹ là ngon lành thôi. Đó, ok nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Tạm biệt mọi người.